thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp. Đây là chương trình giúp các bạn tăng cường và củng cố các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói. Unit 20. You walk sadly. Trước khi bắt đầu bài học mới ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục bài tập luyện trí nhớ. Khi kết thúc bài học trước, chắc các bạn biết là An đến gặp anh chàng thám tử và đã biết được một số tin vui. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và sắp xếp các câu sau theo thứ tự xảy ra, đồng thời ôn lại cách sử dụng thời quá khứ đơn giản. John went to see a professor. David left the university. John gave Anne a name card. Mời các bạn theo dõi lại phim và kiểm tra trí nhớ của mình. Have you found my brother? Not yet. No. Not quite. But I have found something. What is it? I went to the university. You said he was a student. I spoke to his professor, the head of the course he studied. And what did he say? Does he know what happened? Well, no, not exactly. He didn't know where your brother went. But he told me David had left the university. He stopped going to lectures. When did he stop? About a year ago. He didn't tell anyone, but he left a letter with the professor. A letter? Have you got it? Where is it? The professor has it. He wouldn't give it to me because it was addressed to you. He left his card. I'll go and see him. Thank you. Oh, I found out something else. Yes? Your brother had a girlfriend. Really? He didn't tell me. Who is she? Well, I don't know yet, but I'm sure I can find her. We're closing in, Miss Lee. Fubart. Thank you. Để sắp xếp thứ tự các câu trên, các bạn phải liên kết những gì đã xảy ra trước đó một chút, đúng không? Theo các bạn thì David thôi không theo học ở trường đại học trước khi hay sau khi thám tử John đến gặp vị giáo sư để hỏi thêm về thông tin của David, và sự kiện nào trong số các sự kiện sau xảy ra trước? John went to see a professor. David left the university. John gave Anne a name card. Sự kiện số 3 xảy ra gần đây nhất, đúng không? Còn David thôi không học trước khi John đến gặp giáo sư. Vậy thứ tự các câu như sau. 1. David left the university. 2. John went to see a professor. 3. John gave Anne a name card. Trong các câu trên, chúng ta thấy có 3 động từ ở thời quá khứ đơn giản. Các bạn có nhớ đó là các động từ gì không? Và dạng nguyên thể của những động từ đó là động từ gì? Chúng ta cùng theo dõi. Left, leave, went, go, gave, give. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng Anne đến gặp vị giáo sư của một trường đại học nơi David đã theo học trước đây. Anne sẽ đi bằng phương tiện gì? Xin mời các bạn theo dõi phim và lưu ý cách sử dụng các trạng từ chỉ cách thức, adverb of manner của tiếng Anh. I'm fine. I watched you walking.
You walk slowly. I'm old. I walk slowly, but you walk slowly. Well, I do have a problem. Not too serious, I hope. I don't know. I hope not. Worrying doesn't help, my dear. Think positively, it helps. Do something. Take action. You'll be all right. I hope so. Thank you. Where are you from, dear? Singapore. You speak English very well. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry. I'll speak slowly. And I see badly these days. What number bus is that, dear? It's 190. At last. It was nice talking to you. You too. Cô già có vẻ rất thông cảm và an ủi An, mặc dù không kịp hỏi kỹ xem vấn đề của An là gì. Sau đây chúng ta cùng luận nghe. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong các câu sau đây. Mỗi chỗ trống chỉ điền một trạng từ chỉ cách thức. An walked. The lady walks. An speaks English. The old lady speaks English. The old lady sees. Các trạng từ cần điền là slowly, badly, well. Xin mời các bạn theo dõi phim. Dear, how are you? Very unhappy. Are you sure? Is anything wrong? No, I'm fine. I watched you walking. You walk slowly. I'm old. I walk slowly, but you walk slowly. Well, I do have a problem. Not too serious, I hope. I don't know. I hope not. Worrying doesn't help, my dear. Think positively, it helps. Do something. Take action. You'll be all right. I hope so. Thank you. Where are you from, dear? Singapore. You speak English very well. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry. I'll speak slowly. I see badly these days. What number bus is that, dear? It's 190. At last. It was nice talking to you. You too. Các bạn thân mến, như chúng tôi đã trao đổi trong các bài trước, trong khi theo dõi chương trình, rất mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng giấy bút và ghi lại câu trả lời cho các bài tập. Ví dụ trong bài tập vừa rồi, các trạng từ cần điền cho các chỗ trống là gì? Chúng ta cùng theo dõi lại. Hello dear, how are you? Very unhappy. Sure. Is anything wrong? No, I'm fine. I watched you walking. You walk slowly. I'm old. I walk slowly, but you walk slowly. Well, I do have a problem. Not too serious, I hope. I don't know. I hope not. Worrying doesn't help, my dear. Think positively, it helps. Do something. Take action. You'll be all right. I hope so. Thank you. Where are you from, dear? Singapore. You speak English very well. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry. I'll speak slowly. And I see badly these days.
What number bus is that, dear? It's 190. At last. It was nice talking to you. You too. Trong bài này, cả hai người đều nói rất chậm, nên chúng ta cũng hiểu họ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để giúp các bạn hiểu rõ hơn và luyện tập, chúng ta cùng phân tích một số câu nói của họ. Bắt đầu khi thầy An đi đến chỗ đợi xe buýt với những bước chân rất là nặng nề, thì cụ già đã bắt chuyện và hỏi xem là An có gặp vấn đề gì không. Chúng ta cùng nghe lại. Hello, dear. How are you? Very unhappy. Are you sure? Is anything wrong? No, I'm fine. Trong đoạn phim vừa rồi, chúng ta thấy cụ già dùng từ dear khi chào An. Chúng ta thường dùng từ này khi nói chuyện với trẻ con. Nhưng những người lớn tuổi cũng dùng từ này khi nói chuyện với những thanh niên trẻ tuổi để thể hiện sự thân mật. Xin mời các bạn theo dõi lại và nhắc lại câu nói của cụ già. Hello, dear. How are you? Very unhappy. Are you sure? Is anything wrong? No, I'm fine. Hello, dear. How are you? Very unhappy. Sure. Is anything wrong? No, I'm fine. Mặc dù An đã trả lời là I'm fine, nhưng cụ già vẫn gặng hỏi vì nhìn thấy nét mặt buồn buồn của An, cũng như thấy An bước những bước đi rất là buồn bã trước đó. Bà nói You walk sadly. Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này và các bạn hãy lưu ý cấu trúc câu trả lời của An. I watched you walking. You walk sadly. I know. I walk slowly, but you walk sadly. Well, I do have a problem. Trong câu trả lời của mình, An trả lời đúng là cô đang có vấn đề cần giải quyết. Cô dùng cấu trúc câu nhấn mạnh I do have a problem. Xin mời các bạn theo dõi cấu trúc của loại câu nhấn mạnh như thế này. I do have a problem. He, she does have a problem. We, they do have problems. Khi muốn nhấn mạnh một cái gì đó, chúng ta có nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là sử dụng động từ trợ do ở các dạng thức và thời khác nhau, chủ yếu là thời hiện tại và quá khứ đơn giản. Chúng ta đặt do, does, did, v.v. ở trước động từ để thể hiện ý nhấn mạnh. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và nhắc lại câu nói của An. I watched you walking. You walk sadly. I know. I walk slowly, but you walk sadly. Well, I do have a problem. I watched you walking. You walk sadly. I know. I walk slowly, but you walk sadly. Well, I don't have a problem. Nghe vậy, cụ già đã an ủi An. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này và chú ý đến các cách sử dụng khác nhau của động từ hope. Well, I don't have a problem. Not too serious, I hope. I don't know. I hope not. Worrying doesn't help, my dear. Think positively, it helps. Do something. Take action. You'll be all right. I hope so. Thank you. Các bạn có nhớ cụ già nói gì trong câu đầu tiên không? Cô nói Not too serious, I hope. Đây là cách nói khác của
I hope it's not serious. Từ it trong câu trên thay thế cho nhóm danh từ a problem ở trong câu trên đó nữa. Trong câu trả lời của mình, An nói I don't know, I hope not. Các bạn thấy là hai câu trên đều là hai câu phủ định, nhưng chúng lại có cấu trúc khác nhau. Chúng ta cùng nghe chuyên gia của chương trình giải thích. Notice that Anne says, I hope not. We say not after hope, instead of saying don't before it. Các bạn thân mến, đối với hầu hết các động từ hành động của tiếng Anh, khi muốn tạo câu phủ định, ta thêm do not, đọc tắt là don't, trước các động từ chính. Xin mời các bạn luyện với chuyên gia của chương trình, hay nói các câu phủ định sau các câu nói khẳng định của chuyên gia. I say, I don't say, I think, I don't think, I understand, I don't understand, I hope not, I say, I don't say, I think, I don't think, I understand, I don't understand, I hope not. Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta thấy xuất hiện nhiều trạng từ chỉ cách thức, adverb of manner. Trong tiếng Anh có nhiều loại trạng từ khác nhau, nhưng trong bài này chúng ta chỉ tìm hiểu về cách sử dụng của trạng từ chỉ cách thức. Xin mời các bạn theo dõi đoạn băng sau. Tính từ sad, slow, quick, good, fast. Trạng từ sadly, slowly, quickly, well, fast. Về cấu tạo, hầu hết các trạng từ chỉ cách thức được cấu tạo bằng cách thêm đuôi ly vào sau tính từ tương ứng. Ví dụ sad, sadly, slow, slowly. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bất quy tắc như các bạn thấy trên màn hình. Good, well, hoặc fast, fast. Các bạn hãy đọc thêm trong các sách ngữ pháp về dạng thức của những trạng từ bất quy tắc. Còn về cách sử dụng của trạng từ, thì trạng từ thường được dùng làm bổ nghĩa cho động từ chỉ hành động và thường đứng sau các động từ đó. Ví dụ, I watched you walking. You walk slowly. I don't. I walk slowly, but you walk slowly. Well, I don't have a problem. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry, I speak slowly. And I see badly these days. What number bus is that, dear? I watched you walking. You walk slowly. I know, I walk slowly, but you walk slowly. Well, I don't have a problem. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry, I speak slowly. And I see badly these days. What number bus is that, dear? Xin mời các bạn nhắc lại các trạng từ trên cùng chuyên gia. The adverbs are sadly and slowly, quickly, slowly, and badly. People speak quickly or they speak slowly. She sees badly. Chúng ta cùng luyện với chuyên gia của chương trình. Hãy hoàn thiện các câu nói của Brandon. Sử dụng trạng từ bằng cách thêm đuôi ly vào sau các tính từ tương ứng. Trong phần này có một tính từ là negative. Từ này có nghĩa tiêu cực, ngược nghĩa với từ positive, có nghĩa là tích cực, chúng ta đã gặp trong bài. Xin mời các bạn bắt đầu. He is quiet. He speaks. He speaks quietly. She is loud. She speaks. She speaks loudly. She is happy. She walks.
she walks happily. His thoughts are negative. He thinks negatively. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Sau đây chúng tôi cho lên hình một số nhân vật trong chương trình và một số nhân vật ở ngoài. Các bạn hãy đặt câu sử dụng các động từ và trạng từ gợi ý. Speak slow. She speaks English slowly. Hello, dear. How are you? You are happy. Are you sure? Is anything wrong? No, I'm fine. Walk sad. She walks sadly. Speak quickly. He speaks quickly. Tell me about life in Singapore. What do you do with that? Well, I work in my father's business importing lines. Mm. Sing beautiful. She sings beautifully. Chúng ta cùng tiếp tục luyện cách sử dụng trạng từ cùng với hai chuyên gia của chương trình là Brandon và Michelle. Michelle muốn Brandon xây một ngôi nhà bằng những quân bài. Chúng ta cùng theo dõi và nhắc lại các câu nói của Brandon. I'm building it slowly and carefully. If I built it quickly, it would fall down. I'm building it slowly and carefully. If I built it quickly, it would fall down. There. Trong đoạn trên, chúng ta thấy có một trạng từ bất quy tắc, đó là down. Chúng ta cùng nghe lại. Okay. Tell the viewers how you're building it. Listen out for any adverbs Brenton uses. I'm building it slowly and carefully. If I built it quickly, it would fall down. There. Các bạn thân mến, trong một số trường hợp, ta thêm các từ chỉ mức độ như very, fairly, vân vân để bổ sung cho nghĩa của trạng từ. Ví dụ: You speak English very well. You speak English very well. How did Brenton build the house of cards? Slowly and carefully. How is this man walking? Very slowly and carefully. Các bạn thân mến, chuyên gia Brenton của chúng ta nói tiếng Anh rất tốt và cũng biết chơi đàn violin một chút. Mời các bạn thưởng thức tiếng đàn của Brenton và nói xem anh ta chơi đàn như thế nào nhé. Oh. Very badly. Thank you, Michelle. Khi muốn hỏi người khác làm được gì đó tốt tới mức như thế nào, chúng ta thường dùng câu hỏi How well do you? Xin mời các bạn trả lời câu hỏi của chuyên gia chương trình. Now say how well you play the violin. I play the violin. How well do you speak English?
I speak English. Các bạn thân mến, trong bài hôm nay chúng ta đã luyện cách sử dụng dạng phủ định của động từ, đặc biệt là động từ hope, và cách sử dụng trạng từ chỉ cách thức, adverb of manner. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim và ôn lại những điểm chính đã học trong bài. Hello dear, how are you? You are happy. Are you sure? Is anything wrong? No, I'm fine. I watched you walking. You walk sadly. I know. I walk slowly, but you walk sadly. Well, I do have a problem. Not too serious, I hope. I don't know. I hope not. Worrying doesn't help, my dear. Think positively, it helps. Do something. Take action. You'll be all right. I hope so. Thank you. Where are you from, dear? Singapore. You speak English very well. Thank you. Sometimes when people speak very quickly, I can't understand. Don't worry. I speak slowly. And I see badly these days. What number bus is that, dear? It's 190. At last. It was nice talking to you. You too. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài sau. Goodbye for now.